Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh review xe điện công bằng của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em dòng xe điện công bằng 10 inch bên mình mới về. Thì gồm có 5 màu chính. Thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từng màu nó như thế nào, và tiện thể test luôn Bluetooth đồ khi chạy đồ luôn cho anh em xem nhé. Video nếu mà mình làm cộng lại hết thì có lẽ hơi dài, cho nên là mình sẽ chia ra mỗi màu là mỗi video nha anh em.